Lại nữa các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng.